Ồ, cô bạn gái xinh đẹp, cháu lại đến à? Nghe nói cô bạn gái xinh đẹp của anh lại đến tìm. Không biết có phải là vị tiểu thư ở phía trước hay không? Em giải thích nghiêm túc như vậy làm anh thấy có chút mất mát. Xem dáng vẻ giật mình này của em, hiển nhiên không phải đến tìm anh, nên em đến đây là để... đến xem căn nhà trước kia sao? Anh đi cùng em. Cô bé đã đến 1001 đêm của em rồi. Còn nhớ rõ sao? Khi còn bé anh từng nói anh muốn làm thần đèn trong Aladdin, thỏa mãn tất cả nguyện vọng của em. Sau khi nhà em dọn đi, nghe nói có một nghệ sĩ đã mua lại ngôi nhà. Nhưng chưa được mấy năm, cô ấy hình như xảy ra chuyện gì đó. Em sao vậy? Em... anh ta... hai người quen nhau sao? Xin chào bác sĩ Quang, đây là phòng của bạn chị. Chị vẫn luôn giúp cô ấy trong năm căn nhà. Xin chào biên kịch, rất hân hạnh được biết cô. Không vấn đề gì, mời vào. Vậy bác sĩ Quang... hai người bằng công việc đi, anh không quấy rầy. Hy vọng sau này em có thể thường đến thảo luận kịch bản. Đúng rồi, thân phận kia cho em mượn có hiệu lực vĩnh viễn. Thân phận kia cho em mượn có hiệu lực mãi mãi. Rốt cuộc là thân phận gì? Mau khai thật ra. Em được đấy. Đời trước dù đã từng yêu đương 800 lần trên màn ảnh, nhưng chỉ có chị biết em độc thân từ trong bụng mẹ. Đời này vừa trọng sinh, thế mà lại lập tức có đào hoa. Đừng không muốn nha. Vị bác sĩ quan này không hề thua kém bất cứ người tình màn ảnh nào của em. Vô cùng có cảm giác CP. Chị giơ hai tay tán thành.
gì. Cũng có thể nói em chiếm nhà của cô ấy trước, giờ lại chiếm cơ thể của cô ấy. Cũng không phải là không có khả năng này, nhưng việc quan trọng lúc này là chúng ta phải phá án trước đã. Mấy bức ảnh ở trên bảng chỉ là một bộ phận, khi đó chị đã rửa toàn bộ số ảnh có thể rửa. Em chăm chú tìm kỹ xem, mặc dù đều chỉ chụp khách quý, nhưng có lẽ sẽ chụp được một ít nhân viên phục vụ. Có ấn tượng sao? Hỏi ai vậy? Nếu cậu muốn lần thứ hai hợp tác cũng thất bại, ngày mai đến studio. Ca khúc anh cũng đã viết xong rồi. Người đàn ông này là ai? Chị định lần nào cũng xuất hiện bằng cách này sao? Chị cũng biết, lúc mà sếp của chúng ta chưa bắt đầu làm việc thì quả thật cũng là Mỹ Nam an tĩnh. Bắt đầu làm việc thì là cái gì? Em lại định đặt cho anh một cái biệt danh nữa sao? Du thuyền. Đây là ảnh chụp tối hôm đó à? Thật ra anh không nhớ rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng lúc anh ta đưa champagne cho chị của em, anh đã để ý anh ta đeo cùng một vòng đồng hồ với mình. Đó là món quà mà người nhà tặng cho anh trong lễ trưởng thành. Đồng hồ thuộc series Carrera của hãng Howard. Góc chụp này đúng lúc chụp được chiếc đồng hồ, chính là anh ta. Em nghi ngờ có liên quan đến anh ta sao? Tại sao không báo cảnh sát? Anh quyết định dùng lời lúc nãy của em làm tên cho bài hát mới của chúng ta. Câu trước đó. Anh sẽ giữ bí mật cho em. Bắt đầu làm việc thôi. Nếu lần này lại làm anh mất mặt, anh sẽ cho em vào sổ đen. Cho cả chị của anh vào sổ đen nữa. Chị đã về rồi. Thế nào,
Tinh Tinh đã viết bài hát nào cho chị vậy? Sao vậy? Đến cả em cũng không thể nói sao? Hả? Mấy nhà sản xuất âm nhạc như họ đặt tên ca khúc tùy ý quá nhỉ? Người phàm chúng ta không thể hiểu được thế giới của người làm nhạc. Lập tức chuẩn bị một chút. Tổ chương trình vừa mới thông báo 2 giờ chiều này sẽ đến studio để chụp poster tuyên truyền cho khách mời. Xin chào, anh là nhiếp ảnh gia thay thế cho ngày hôm nay. Bạn thân của Kevin, Hạ Mộc, Hạ trong xuân hạ thu đông, Mộc trong gỗ mộc, hợp tác vui vẻ. Xin lỗi là lỗi của anh, chuyện này nói ra rất dài. Nói chung là bởi vì anh nên nhóc kia giờ bị viêm dạ dày, nằm trong bệnh viện không thể làm việc, cho nên anh đến để cứu cánh. Dù là thay thế hay quân dự bị, cứu cánh hay chuộc tội, hôm nay em cũng không có sự lựa chọn khác rồi. Còn có, thầy của anh đã dơ lên khá lâu rồi đó. Đừng nghiêm mặt, mặc dù vẻ mặt này rất sinh động, cảnh cáo. Quân dự bị rất giỏi. Lần một. Chủ đề là bí mật không thể nói ra. Còn về tính cách nhân vật, lúc nãy tôi đã được lĩnh giáo rồi. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng rất xa cách, trên người phủ đầy gai, rất phù hợp với chủ đề. Mặc dù chưa chụp chân dung trong studio, nhưng em hãy tin anh, dù là chụp kiểu ảnh gì, người cần chuẩn bị vĩnh viễn là người cầm máy. Đừng lừa anh, mặc dù vẻ mặt này cũng rất thú vị, cảnh cáo, quân dự bị rất giỏi, lần hai. Lần chụp cuối cùng, xong việc. Thành thật mà nói, chụp em không phải là dễ. Em có một vẻ đẹp mâu thuẫn lại không tự biết. Là bởi vì em cũng có bí mật không thể nói sao?
Cảnh cáo quân dự bị rất giỏi, lần cuối cùng anh sẽ gửi anh gốc qua Facebook cho em. Tổng giám đốc Ngôn đã xem mấy tấm ảnh em chụp chiều nay, bảo em phải có mặt ở văn phòng của anh ấy trong vòng nửa tiếng nữa. Em là do đích thân anh ấy ký hợp đồng. Đây cũng là lịch trình đầu tiên của em. Nếu như thất bại, chẳng phải sẽ mất mặt sao? Chỉ có hẹn gặp mặt với người khác, tạm biệt. Hình như đang xem ảnh, hơn nữa rất tỉ mỉ. Không đoán được. Anh ta chụp rất tốt. Em ở trong bức ảnh của anh ta, khiến anh nhớ đến một người quen cũ. Chỉ là một vài biểu cảm. Quên đi, em không phải cô ấy. Là ảo giác của anh. Em đi ra đi. Sự kinh diễm, khí thế cũng khác với thời còn là thực tập sinh. Đáng tiếc hôm nay bác sĩ Quang không thể đến, anh ấy có một ca phẫu thuật. Chị Phan Phan, sao chị biết cả lịch làm việc của bác sĩ Quang vậy? Chị không chỉ có lịch làm việc của bác sĩ Quang mà còn nắm được hành tung của tổng giám đốc Bá Đạo cơ. Tổng giám đốc Ngôn sẽ đến sao? Tối nay tổng giám đốc Ngôn ở trên máy bay, nhưng anh ấy sẽ để ý Facebook. Dưới sân khấu không có ai nhìn chằm chằm. Chẳng lẽ anh không phải người sao? Được rồi Tinh Trần, em đừng cố ý dọa làm em ấy khẩn trương. Em còn nhớ sao? Bí mật của hai chúng ta.
Lát nữa biểu diễn, nhớ kỹ cảm xúc lúc nãy của em, hiểu không? Cảm xúc âm nhạc khi toàn thế giới chỉ có anh và em cùng chia sẻ và bảo vệ bí mật này. Tinh trần này lại lên cơn điên rồi. Em đừng để ý đến nó. Nhưng khi nãy tinh tinh của chúng ta thật sự khiến người khác rung động, có phải hay không? Xin chào mọi người, đây là tập 3 mùa 1 chương trình Ca khúc viết cho em. Khách mời ngày hôm nay là hai gương mặt hoàn toàn mới. Vỗ tay chào đón họ. Xin chào mọi người, mình là Diêu Tử Khiêm, người biểu diễn ca khúc Hoa Rơi Có Lúc. Sau khi hai người mới gặp mặt đồng đội của mình, sẽ xảy ra những chuyện gì đấy? Lần này Tử Khiêm với giọng ca tuyệt vời sẽ khiêu chiến ca khúc sôi động, sẽ tạm biệt phong cách nhạc pop để khiêu chiến ca khúc trữ tình. Hy vọng có thể chứng kiến màn trình bày khác với lúc trước của hai vị tuyển thủ. Cảm ơn màn hợp tác tuyệt vời của các tác giả và ca sĩ trong đêm nay. Nhóm có chỉ số đề tài trên Facebook cao nhất hiện nay của ca khúc viết cho em sẽ nhận được danh hiệu đồng sự ca khúc vàng. Chúng ta hãy cùng tập trung về phía màn hình, hô lên tên ca khúc của họ. Bí mật của hai chúng ta.